Rồi này anh chuẩn bị nè, đợi cái này nổ rồi cầm lên liền, cầm lên liền, cầm lên liền, cầm lên, cầm lên. Nhanh lên, nhanh lên em, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh, nào, nhanh nào, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Rồi mở tường. Vãi lộn em tôi. Kìa sao tưởng 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 vào sai luôn. Gì em vào sai em rồi rồi chứ. Nó bắn vào mặt em anh ạ, đồng đội. Đồng đội bắn vào mặt em. Thế là mới nói. Nào tao nói em thấy nó sorry mẹ nó bắn vào mặt em. Em biết tại sao không? Vì thứ nhất á, không phải cứ mở tường đẩy vô đâu thì mày em ảo tưởng như ngoài đời vô game. Mẹ, em tưởng giống set go ấy, kiểu mở tường vào đít mẹ anh em vào đuổi mẹ. Không phải. Thường thế. Biết sao mình anh chỉ nè. Em nhắn nhắn nhé nào. Như nút Y là để chắc team, còn như nút T là để chắc tránh it's okay.